Xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái mẫu lồng đa. Mẫu này tên là mẫu số 04 nha anh em. Chúng tôi đang thu nhỏ video để cho anh em nhìn cho nó rõ hơn. Và bây giờ là ảnh thực tế đó. Thì cái mẫu này rất chi là đẹp nha anh em. Đó. Mẫu này cũng là một trong những mẫu là thiết kế ăn tiền. Giá này cũng cao, hơn 800 ngàn thì anh em sẽ sở hữu được cái sản phẩm như thế này. Đó, thì chất liệu của sản phẩm này là nan bằng tre nha anh em, bằng tre gai nha anh em, nan rất là cứng chắc. Đó, chúng tôi chỉ là làm liền nó như thế này để đảm bảo cho cái sản phẩm là nó mang tính chất là mộc mạc đơn sơ nhưng mà rất chi là cứng chắc, cũng như là những anh em nào hiểu cách chơi thì sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn. Móc là bằng inox nha anh em. Đó, thì đây là cái phần cửa này là cửa trượt lên. Đó, có viền dây đồng hết cho anh em nhờ những vị trí này. Những vị trí này cũng viền dây đồng nha anh em. Đó, viền dây đồng. Đó, thì đây là móc khóa cửa rất là cứng chắc anh em ha. Đây là hai lỗ ăn. Đó, thì chân lồng làm bằng gỗ gõ đỏ nha anh em. Chân lồng làm bằng gỗ gõ đỏ, lồng 4 chân. Đó. Đáy lồng này đã có quét keo AB rất là cứng chắc rồi. Đó. Thì lồng này thì nó có một cái thuận lợi là cái lưới giảm sốc này có thể điều chỉnh lên cao hoặc xuống thấp nha anh em. Đó, điều chỉnh lên xuống. Đó, thì anh em nào thích nó nằm ở vị trí nào thì anh em cố định nó ở vị trí đó, rất chi là thuận tiện ha. Đây là mẫu lồng đa mẫu số 04 ha. Bây giờ chúng tôi sẽ thu nhỏ video để cho anh em xem được tổng thể của nó. Đó, thì đây là tổng thể của cái sản phẩm. Đó, để anh em nhìn thấy cái sản phẩm của mình. Đó. Đây là phần đỉnh. Rồi, thì anh em nào thích lồng đa mẫu này thì điện đến báo cho shop là mua cái lồng đa mẫu số 4 ha. Anh em tính tình trạng là điện đến bán cho tôi cái lồng đa mà không biết cái lồng đa đó là mẫu nào. Bởi vì ở đây chúng tôi bán rất chi là nhiều mẫu khác nhau. Anh em không nói mẫu thì không biết giao cái nào cho đúng cho anh em đâu ha. Cái đó lại tốn thời gian của anh em chứ nó không giải quyết được vấn đề nha. Lưu ý anh em xem thì bao giờ chúng tôi cũng có nói trên video là cái mẫu lồng này là mẫu lồng số mấy. Thì lồng bán là sẽ không có áo nha anh em. Anh em nào muốn mua áo thì có thể mua thêm áo. Một cái áo như thế này là 60.000 đồng nha anh em. Đó. Áo trùm rất chi là đẹp. Áo bằng giấy thun màu rằn ri nha anh em. Đó. Áo thun màu rằn ri có dây rút luôn ở dưới đáy ha. Anh em có thể là dùng nuôi ở nhà hoặc đi đánh đều được ha. Đó. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video mới nhất của shop. Thì anh em nào thích những video như thế này thì anh em cứ nhấn nút đăng ký. Hôm sau chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tiếp cho anh em một cái mẫu sản phẩm mới. Đó, rất chi là nhiều sản phẩm để anh em chơi đa ở chỗ shop ha. Rồi xin chào, chúc anh em xem video được nhiều sức khỏe nha.